Cậu bé này mỗi lần đi học đều ngồi ở bàn cuối cùng, bởi vì gia đình nghèo đến nỗi không nộp nổi học phí. Vì thế cậu ấy chỉ có thể ngày ngày lén đến lớp học trộm, nhưng mà không ngờ rằng hôm nay hiệu trưởng lại đến dạy thay. Sợ rằng hiệu trưởng sẽ đuổi mình ra khỏi lớp, chàng trai cúi đầu không dám động đậy. Nhưng mà trong lớp cũng chỉ có vài học sinh, muốn hiệu trưởng không để ý đến cậu ấy là một chuyện rất khó. William Cam qua MBA, đứng lên, cậu đang ăn trộm kiến thức của trường học đấy à? Bố tôi sẽ trả tiền học phí, cậu đã bị đuổi học rồi, sau này cậu không được phép đến đây hay bất kỳ nơi nào trong trường học nữa. Dọn dẹp đồ đạc của cậu và ra ngoài, ngài hiệu trưởng. Dọn dẹp đồ đạc và đi ngay, dù cho cậu bé nhiều lần nói rõ ràng bố mình sẽ nộp tiền học phí. Hiệu trưởng vẫn tàn nhẫn đuổi cậu ta ra ngoài. Những hiệu trưởng không thể ngờ tới, cậu bé từng bị ông ta đuổi ra ngoài này. Không lâu sau đó lại cứu sống mấy trăm nghìn mạng người ở châu Phi. Đồng thời đây còn là câu chuyện hoàn toàn có thật, cậu bé này tên là William. Từ nhỏ đã sinh sống ở một ngôi làng hoang vu hẻo lánh ở Malawi, châu Phi. Cuộc sống ở đây vô cùng lạc hậu, thậm chí đến máy cấp điện hàng ngày cũng không có. Thiết bị điện tử duy nhất là chiếc máy thu âm kiểu xưa, mà nguồn nước xung quanh trong phạm vi 20 km cũng chỉ là cái giếng cổ sâu mười mấy mét, mỗi ngày mất rất nhiều công sức mới có thể múc lên được một ít nước. Nông dân ở đây cũng chỉ thuận theo ý trời, có lúc vận may không tốt, thậm chí giải quyết vấn no ấm, nhưng dù cho cuộc sống gia đình có nghèo khó đến đâu đi nữa, người bố vẫn cố gắng kiên trì để William được đi học, bởi vì ông ấy không mong rằng đứa con sẽ giống mình. Cả đời chỉ có thể sống ở nơi thôn làng bé tí, tuy nhiên học kỳ mới đã qua một nửa. Gia đình vẫn chưa thể gom đủ số tiền học phí đang nợ, William bị đuổi khỏi trường. Thậm chí còn không biết làm sao để mở miệng xin bố tiền học. Lúc này cậu ấy phát hiện có rất nhiều người vây quanh nhà của thôn trưởng. Đến bố mình cũng đang ngồi trong đó, vừa nghe nói cậu ấy mới biết. Thì ra là có hai người buôn làng mới đến, bọn họ ra giá cao, muốn mua lại toàn bộ số cây trong thôn, nhưng mà mùa mưa sắp đến. Nếu như chặt đi hết toàn bộ số cây đó, thì lượng nước mưa sẽ dẫn đến lũ lụt. Đến lúc đó, toàn bộ hoa màu của thôn sẽ phải đối mặt với nguy cơ giảm sản lượng. Bố của William muốn ngăn cản chuyện này vì bị tiền bạc mê hoặc. Các nông dân này đã chẳng thèm màng đến những dự kiến về sau như vậy nữa. Lần lượt ký hợp đồng chuyển nhượng, nhìn những cái cây lần lượt đổ xuống. William cảm thấy thương tiếc, đồng thời trong lòng có một dự cảm không lành. Buổi tối, cậu ấy vẫn không nhịn được mà nhắc đến chuyện nộp học phí với bố. Nhưng mà hoàn cảnh gia đình như vậy, người bố cũng chỉ đành an ủi William. Nói rằng chờ đến khi qua mùa mưa, ruộng đồng có chút hoa màu sẽ nộp tiền học cho cậu. Nhưng mà dường như trời xanh không chiếu cố ngôi làng nhỏ này. Mưa xối xả nhiều ngày vẫn không có một chút dấu hiệu dừng lại. Lại thêm toàn bộ số cây trong làng đều đã bị chặt hết. Quả nhiên nước mưa đã dần dần trở thành nạn lụt, toàn bộ đồng ruộng đều sẽ phải chịu hệ lụy. Người bố liều mạng muốn cứu vãn lấy những hạt giống trong vũng bùn lầy. Nhưng dòng nước vô tình lại không cho ông ấy cơ hội thương lượng. Khó khăn lắm mới chờ được đến khi mưa ngớt, tiếp theo đó là hạn hán dường như kéo dài mãi mãi. Đất đai khô cằn đến nỗi vắt không ra một giọt nước nào, hoa màu vừa mọc lên cũng bị khô héo mà chết. Bây giờ cả gia đình muốn sống tiếp cũng là vấn đề, càng không cần nhắc đến tiền nốt học của William nữa. Dưới hiện thực tàn khốc như vậy, William cũng chỉ có thể thỏa hiệp với vận mệnh đầy bất công này. Tuy nhiên vào một ngày không lâu sau đó, đèn trên một chiếc xe đạp đã thu hút sự chú ý của cậu ấy. Xe đạp rõ ràng không có điện, nhưng chỉ cần bánh xe vừa chuyển động, bóng đèn cũng sáng lên theo đó. Trong lúc kinh ngạc, William cũng chú ý đến lắp đặt của chiếc xe. Mặc dù không biết nguyên lý hoạt động là gì, nhưng lại khiến cho cậu ấy liên tưởng đến cái máy bơm nước lúc trước nhặt được ở bãi rác. Nếu như cũng có thể phát ra điện để hoạt động như vậy, vậy thì cậu ấy liền có thể không ngừng lấy nước từ dưới lòng đất lên. Cứ như vậy hạn hán tự nhiên sẽ được giải quyết một cách dễ dàng. Nghĩ đến đây, William vội vã chạy đi tìm chủ nhân của chiếc xe đạp, cũng chính là thầy giáo dạy toán trước đây của cậu ấy. Cậu ấy muốn tìm hiểu thêm kiến thức về nguyên lý hoạt động của máy phát điện. Những người thầy cũng tỏ ra không hiểu rõ lắm về mặt này, chỉ có thể đề nghị cậu ấy đến thư viện của trường tìm đọc những loại sách liên quan. William tìm thấy một quyển sách hướng dẫn sử dụng năng lượng ở tầng dưới cùng giá sách, còn từ đó tìm hiểu thêm phát điện bằng sức gió. Điều này làm cậu ấy nghĩ đến việc nếu như thật sự có thể chuyển hóa gió thành điện năng, vậy thì cậu ấy chắc chắn có thể giải quyết vấn đề hạn hán. Tuy nhiên chưa chờ đến khi ước mơ vĩ đại của cậu ấy trở thành hiện thực tàn khốc đã giáng một gậy vào đầu cậu. Do hạn hán kéo dài, dẫn đến thu hoạch của năm nay vô cùng thê thảm. Chút lương thực này nhiều nhất cũng chỉ đủ cho cả gia đình ăn trong 2 tháng, căn bản không thể chống đỡ đến mùa thu hoạch năm sau. Dưới sự bất lực, người bố chỉ đành tháo miếng tôn trên mái nhà xuống, trong lòng nghĩ có thể mang vào thành phố đổi lấy chút lương thực. Nhưng cả gia đình đi được đến đây chẳng dễ dàng gì. Những người bán lương thực ở địa phương đột nhiên tăng giá bán lên. Giá gốc chỉ có 82.000 một kg gạo, trong chốc lát tăng vọt hơn 300.000 một kg. Điều này đối với bọn họ chẳng khác gì đã rét vì tuyết lại giá vì xương. Người bố là người luôn có chính kiến trong nhà, không muốn khoạnh tay ngồi chờ chết, định cùng các nông dân khác kháng nghị các bộ phận có liên quan, nhưng ông không hề nghĩ đến. Ông vừa đi khỏi thì gia đình cũng mất đi sự bảo vệ, phía bên này vợ con vừa về nhà chuẩn bị nấu cơm. Dân bị nạn lân cận liền lần theo mùi mà đến, quý bà tôi đã nhịn đói 2 ngày rồi. Ra ngoài, tôi không muốn làm hại bất kỳ ai, đối mặt với dân bị nạn đã bị đói đến mức không còn lý trí. Hai mẹ con căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cả thùng mì bị cướp mất. Không dừng lại ở đó, tình trạng như này giống như phản ứng dây chuyền. Biết rằng nhà này vẫn còn lương thực dự trữ, càng nhiều nạn dân xông đến, cướp sạch mọi thứ trong kho, tình cảnh khó khăn khiến bọn họ trở thành bọn cướp.
Người mẹ tuyệt vọng ngồi khóc lóc thảm thiết, may mà chính phủ biết được sự tình nơi đây. Vận chuyển đến số ít lương thực cứu tế giá rẻ, người mẹ quyết đoán dùng toàn bộ số tiền tích góp trong nhà để cho William cố hết sức mua nhiều lương thực, nhưng khi cậu ấy đạp chiếc của người bố đến nơi bán lương thực, khung cảnh phía trước khiến cậu ta há hốc mồm, chỉ thấy người xếp hàng dài rằng giặc chờ mua lương thực. Căn bản không thể nào đảm bảo tất cả mọi người đều mua được lương thực. May mà William sớm đã đoán được điều này, dứt khoát từ bỏ xếp hàng chờ mua lương thực. Sau khi giấu chiếc xe đạp vào một ngõ hẻm nhỏ, cậu ấy nhân cơ hội chen vào bên trong cùng những người khác. Khó khăn lắm mới mua được nửa túi lương thực cứu tế. Nhưng lúc này bên ngoài vẫn có hàng ngàn dân bị nạn. William không dám rời đi ngay, bởi vì chút lương thực trong tay này của cậu ấy căn bản không đủ rắc răng, may mắn thay có người đạp cửa phía sau, cậu ấy mới có thể bỏ chạy ra ngoài. Tối hôm đó, cả gia đình ngồi đờ người nhìn một lúc lâu túi lương thực chỉ đầy một nửa. Cuối cùng vẫn là người bố mở lời trước, nói nếu muốn tiếp tục sống thì từ nay về sau mỗi ngày chỉ được ăn một bữa cơm. Còn để vài người cùng thương lượng quyết định ăn bữa nào. Người mẹ đề nghị ăn bữa tối, bởi vì bà ấy sợ rằng bụng đói không thể ngủ được. Nhưng William lại đề nghị ăn bữa sáng, bởi vì sáng sớm là thời điểm vàng trong ngày. Nhưng khi đến lượt người chị lựa chọn, cô ấy lại tức giận bỏ ra ngoài. Người mẹ thấy vậy liền vội vàng chạy theo hỏi, nhưng chị gái oán trách nói, nếu như không phải ban ngày bố đi tham gia kháng nghị, thì lương thực trong nhà cũng không đến nỗi bị cướp sạch. Nhưng vừa dứt lời người mẹ liền cho cô một bạt tai, bố con đang cố gắng để cứu chúng ta. Nhưng mà hết lương thực rồi, vậy thì đã sao, con nghĩ rằng mẹ sẽ để con đói trách sao? Chờ mẹ chặt cánh tay của mình xuống cho con sẽ biết con chính là con của mẹ. Ngày thứ hai cả gia đình ngồi ăn cùng nhau, nhưng lại là ăn bữa trưa. Trên bàn ăn chỉ có mì vắt với rau dại, mỗi người chỉ có thể tách một miếng nhỏ ăn. William còn định giấu đi một ít, lén cho con chó trong nhà. Nhưng hành động này của cậu ấy đã bị người cha mắng một trận. Bây giờ đến việc nuôi sống cả gia đình đã là cả vấn đề, càng đừng nói đến con chó kia nữa. Tối đến William đến phòng của chị gái, có một lần cậu ấy vô tình nhìn thấy. Chị gái vẫn luôn quan hệ qua lại với thầy giáo, chỉ là không dám công khai tình yêu với gia đình mình. William hy vọng chị gái có thể giúp mình, muốn có máy phát điện trên chiếc xe đạp của thầy giáo. Một khi cậu ấy sửa được máy ấy, thì có thể giải quyết triệt để nạn hạn hán trong thôn. Sau khi nghe xong William nói, người chị gái im lặng rất lâu, ngày thứ hai cô ấy đã rời khỏi nhà mãi mãi. Dùng nửa đời còn lại của mình để hoàn thành giao dịch nào đó với người bạn trai. Người mẹ cầm lá thư con gái gái để lại mà khóc, bởi vì trong lá thư người chị đã nói, bản thân rời đi có thể đổi lại bớt đi một cái miệng ăn, cũng có thể giúp cho gia đình chống đỡ thêm một khoảng thời gian. Đồng thời người chị cũng để lại cho William một món quà, đó chính là chiếc máy phát điện mà cậu luôn tâm niệm. Có được bộ kiện chính này, William lập tức cùng những người bạn chế tạo linh kiện. Bọn họ dùng dao cắt ống nhựa, tiếp đó là hơ chân lửa để mềm ra. Sau đó chế tạo thành hình cánh quạt, ngay sau đó lại lắp máy phát điện. Cuối cùng nối đầu có điện khác vào máy thu âm. Lúc này người bạn mở cửa phòng cho gió thổi vào phòng. Cánh quạt cũng dần chuyển động theo gió, cuối cùng máy thu âm cũng phát ra âm thanh. Không còn nghi ngờ gì bọn họ đã thành công, tất cả mọi người vui mừng đến nhảy cả lên. Bọn họ thực sự đã tạo ra máy phát điện bằng sức gió. Nhưng muốn giải quyết vấn đề hạn hán cứu người dân, thì loại thiết bị nhỏ này không thể nào đủ. Bọn họ bắt buộc phải chế tạo ra cái to hơn mới được. William cầm chiếc máy mình tự phát minh đi tìm bố, rồi giải thích cho ông ấy cho dù tháo bỏ pin, máy thu âm vẫn có thể tiếp tục nguyên lý hoạt động. Cậu ấy muốn dùng thứ này thuyết phục bố ủng hộ mình chế tạo ra chiếc máy phát điện lớn hơn. Bởi vì muốn thực hiện điều này, trước tiên phải tháo rời chiếc xe đạp của bố để làm linh kiện. Nhưng không ngờ tới người bố vừa nghe xong liền tức giận, ông ấy ca tin chỉ dựa vào một thứ đồ chơi mà có thể dẫn nước tưới ruộng. Trong lúc tức giận còn đẩy William ngã xuống đất. Cả ngày chỉ biết chơi, cũng đến lúc mày phải học cách trồng ruộng rồi đấy. Mau đi cày cho tao, mau đi cày cho tao. Người bố không hiểu cho mình đã khiến cho William triệt để mất hết ý chí. Từ sau lần đó cậu ấy không thể không cầm cuốc cày, sống cuộc sống bán lưng cho trời bán mặt cho đất. Nhưng ở mảnh đất này, cày xuống cũng chỉ toàn là bụi đất. Thế nào cũng không giống loại đất có thể trồng ra cây. Nếu như không có nguồn nước thì cho dù có cố gắng bao nhiêu, cũng chỉ lãng phí sức lực. Việc người trong thôn đói trách hầu như ngày nào cũng tiếp diễn, William hiểu ra không thể tiếp tục ngồi chờ trách nữa. Cậu ấy triệu tập những người bạn một lần thuyết phục người bố. Nhưng người bố cố chấp đến đáng sợ, không những không đồng ý, còn đánh hết tất cả mọi người. Điều này khiến cho ước muốn cứu vãn toàn thôn của William bây giờ cũng chỉ dám nghĩ trong mơ mà thôi. May mà sau đó sự tình có chuyển biến tốt. Sau khi người mẹ nghe xong ý định của con trai, lập tức chửi mắng người cha, nói rằng người sắp chết hết rồi, còn giữ lại cái xe đạp nát này có tác dụng gì. Lời của người mẹ giống như giáo lý Phật giáo hoàn mỹ, tức khắc khiến người bố tỉnh ngộ. Cho dù là cố chống đỡ tiếp thì cũng không thể tránh nổi bị đói trách. Nhưng rõ ràng cơ hội để sống tiếp ở ngay trước mắt, bản thân lại cứ tiếc cái xe đạp. Người cha nghĩ thông mọi chuyện liền tìm đến William, không những chủ động dâng hiến chiếc xe đạp, thậm chí còn triệu tập mọi người dân trong thôn đến cùng giúp đỡ lắp đặt giá đỡ. Sau khi tất cả mọi thứ đã chuẩn bị xong, tất cả mọi người đều hướng mắt về phía William, dường như đặt hết toàn bộ hy vọng sống vào người cậu ấy vậy. Cánh quạt dần dần chuyển động theo gió, máy phát điện cũng đồng thời hoạt động, làm chuyển động máy bơm nước dưới mặt đất, cuối cùng một dòng nước trong suốt phun ra. Người bố kích động ôm William vào lòng, có nguồn nước bất tận này, bọn họ tự tin chắc chắn có thể vượt qua được nạn hạn hán này. Mà sự thực cũng giống như họp tưởng tượng,
Không lâu sau đó, hạt giống hy vọng đã nảy mầm trên mảnh đất này, giúp cho mấy trăm nghìn nạn dân sống sót vượt qua cửa ải khó khăn này. Mà thiết bị này cũng giống như văn vật được bảo vệ, mỗi lần người dân nhìn lên nó, liền nhớ đến từng có một chàng trai với mơ ước, dùng tất cả kiến thức mà mình học được, đem đến hy vọng sống cho mọi người. Mà nguyên mẫu trong đời thật của William cũng nhờ câu chuyện này mà nhận được học bổng toàn phần, tiếp tục hoàn thành sự nghiệp học hành của cậu ấy. Kỳ tích của cậu ấy cũng giống như gió, hết lần này đến lần khác cổ vũ chúng ta. Có thể gió thổi về hướng ta không nhất định sẽ tạo ra kỳ tích, thậm chí còn cản trở chúng ta tiến về phía trước. Nhưng chỉ cần chúng ta không sợ khó khăn tiến về phía trước, tin chắc rằng chúng ta cũng có thể tạo ra kỳ tích trong nghịch cảnh. Được rồi, bộ phim hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye!